nhấn mạnh yêu cầu các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm công văn số 1610 ngày 16 tháng 4 năm 2020 và các văn bản chỉ đạo trước đó, tăng cường quản lý chặt nguồn lây nhiễm, hạn chế người dân đến các tỉnh có nguy cơ cao, đặc biệt người dân ra đến khu công nghiệp Tân Phước không đến thành phố Hà Nội. Xử lý từ 13 tỉnh thành phố có nguy cơ cao, tỉnh tại Hà Nam và Bắc Giang sẽ được kiểm tra giám sát. Ban chỉ đạo các huyện thành phố căn cứ vào tình hình thực tế, nghiệp như trước. Số người đứng ngoài về, bệnh nhân số 562, bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý sức khỏe toàn dân, tức là thưa quý vị, bà con và các bạn, thời gian qua các hoạt động triển khai những biện pháp phòng